Văn chương Đà Nẵng trong tuyển tập này giống như những tiếng sóng, lớp này đến lớp khác, kể cho chúng ta bao câu chuyện và bí mật của đại dương đời sống. Đó là nhận xét của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, trong lời giới thiệu ở đầu tuyển tập tác phẩm văn học đoạt giải 2001-2021. Đây là cuốn sách do Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhà văn Đà Nẵng biên soạn, gồm các tác phẩm thơ văn tiêu biểu của 44 tác giả đã nhận được các giải thưởng uy tín, danh giá của Trung ương và địa phương 20 năm qua. Tuyển tập tác phẩm văn học đoạt giải 2001-2021 do Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành vào đầu năm 2023, dày trên 600 trang. Trong tuyển tập này, bạn đọc sẽ có dịp gặp gỡ nhiều tác giả tiêu biểu từ thế hệ kháng chiến Pháp, Mỹ như Lưu Trùng Dương, Phạm Phát, Nguyễn Văn Xuân, Đoàn Xoa, Thanh Quế, Ngân Vịnh, cho đến những gương mặt trưởng thành sau năm 1975 như Lê Anh Dũng, Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Nho Khiêm, Đinh Thị Như Thúy, Nguyễn Thị Anh Đào. Nếu 20 năm mà chúng ta không chọn lại, tinh lọc lại những cái tác phẩm có giá trị, mà đây là một cái thành quả của các nhà văn nhà thơ đã sáng tạo, thì chúng ta không ghi nhận được một giai đoạn của các nhà văn Đà Nẵng đã đóng góp cho nền văn học nước nhà. Và chính vì thế, tác phẩm văn học đoạt giải nó tiêu biểu và tượng trưng cho cả một đội ngũ, cho một giai đoạn của các nhà văn thành phố Đà Nẵng của mình. Tuyển tập tác phẩm văn học đoạt giải 2001-2021 được chia thành hai phần thơ và văn xuôi. Mỗi nhà thơ hiện diện trong tập sách là một gam màu, một sắc điệu riêng biệt. 25 nhà thơ, mỗi người mang đến một vẻ đẹp thơ ca và những tầng lớp khác nhau của triết lý nhân sinh. Họ đã làm mờ đi mọi ranh giới thông thường của địa lý và thời gian để tạo ra sự mênh mông của cảm xúc và sự đa nghĩa của ngôn từ, sự biến đổi của thi pháp, tạo ra những con đường thơ ca đầy sống động, đa dạng và mang chiều sâu triết lý. Những cái nhà thơ đi trước, thì thơ họ thì nó đến một cái khi xuất hiện trong tập bên này thì thơ họ cái ngôn ngữ trong thơ, cái thủ pháp nghệ thuật và kể cả ngôn ngữ thơ chắc lọc hơn. Ở đây cái màu sắc triết lý đặc biệt trong cái thế hệ thứ hai, thì tôi thấy rằng trong thơ nó thấy xuất hiện những sự cách tân, sự đổi mới và kể cả mặt tư tưởng, kể cả mặt hình thức, kể mặt ngôn ngữ. Trong khi đó, mỗi tác giả hiện diện trong phần văn xuôi trong tuyển tập này đã gần như đại diện các đề tài chuyên biệt khá phong phú, rõ ràng. Mỗi một chương tiểu thuyết, mỗi truyện ngắn, mỗi ghi chép, mỗi tản văn mà các nhà văn đã kể lại bằng sự sáng tạo khác biệt của mình là những bông hoa đầy hương sắc, góp phần cho khu vườn văn xuôi của Đà Nẵng thêm phong phú, rực rỡ. Tình yêu cái đẹp, ý thức cội nguồn, thân phận con người trong chiến tranh và thời bình, sự hòa quyện giữa chất cổ điển và hiện đại được tái hiện khá rõ nét. Đọc cái tập sách này, cái cảm xúc đầu tiên của mình đó là mình rất là trân trọng cái thành quả trong suốt 20 năm của tất cả các nhà văn, nhà thơ của Hội Nhà văn Đà Nẵng. Có thể nói cái mảng văn xuôi xuất hiện 19 tác giả này là mỗi tác giả là một phong cách riêng. Chính cái sự đóng góp của văn xuôi Đà Nẵng đã góp phần làm cho cái kho tàng, cái văn học Việt Nam trong cái giai đoạn 20 năm này nó thêm phong phú hơn. Qua tuyển tập này, bạn đọc sẽ có dịp tiếp cận một cách khá đầy đủ sự hình thành và phát triển của văn học Đà Nẵng trong suốt 20 năm qua. Tuy chặng đường ấy không dài lắm, nhưng có thể khẳng định các tác giả có mặt ở đây đã góp phần quan trọng trong việc thể hiện tính kế thừa xây dựng lịch sử văn học không chỉ của Đà Nẵng mà của cả nền văn học Việt Nam.